Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Nhận diện tướng mặt người vinh hoa phú quý sau khi kết hôn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều bất trắc, những biến cố rất vô thường mà đôi khi chúng ta không thể lường trước được. Do vậy mà các môn coi bói, xem tử vi, nhân tướng học được ra đời. Mục đích của các môn dự đoán này đó là hướng tới việc xu cát, thị hung, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó dự đoán trước được phần nào tương lai của mỗi người. Thông thường, khi biết được điểm yếu của cá nhân, người ta tìm cách bổ trợ bằng những hành động cụ thể nhằm mục tiêu hạn chế khuyết điểm, tăng cường mặt tốt, mặt tích cực, đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta nhìn thấy những người sau khi kết hôn, cuộc sống của họ trở nên xấu, tồi tệ hơn trước rất nhiều. Thế nhưng lại có những người sau khi kết hôn, cuộc sống của họ lại trở nên viên mãn hơn trước. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Có rất nhiều người đã có thể dự đoán được phần hậu vận của mình bằng cách nhìn vào khuôn mặt. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về tướng mặt của những người vinh hoa phú quý sau khi kết hôn nhé! Trong nhân tướng học, việc xem tướng khuôn mặt là tổng hợp tất cả những đặc điểm tồn tại trên khuôn mặt của một người. Xem tướng mặt là việc dự đoán vận mệnh, tính cách của người đó thông qua việc quan sát, xem xét những đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt. Nhân tướng học chỉ ra, khuôn mặt luôn chiếm vị trí ưu tiên bởi có quá nhiều điều có thể khám phá từ những đặc điểm trên khuôn mặt của mỗi người. Người xưa có câu, tướng bởi tâm sinh. Tướng mạo không phải sinh ra là cố định mà nó phản chiếu quá trình tu tâm, hành động lâu dài. Cũng vì vậy mà tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể căn cứ vào tướng mặt để phán đoán một cách chính xác tâm địa thiện ác của một người. Để làm được những điều này, không những cần đến kỹ năng xem tướng chuyên nghiệp mà còn cần phải dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải. Khuôn mặt của mỗi người, ngoài việc thừa hưởng sự di truyền của cha mẹ, thì thần thái mà tạo hóa ban cho họ cũng là một nét riêng biệt nhất định. Khuôn mặt hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến một đời người. Hơn nữa, khí chất cũng quyết định vận may của cuộc đời họ. Nếu như vận mệnh tốt, tướng mạo khí chất của họ cũng tự nhìn tốt hơn. Ngược lại, vận mệnh kém may mắn thì tướng mạo khí chất của họ cũng theo đó mà tối sầm lại. Thứ nhất, người vinh hoa phú quý sau khi kết hôn có tướng tai to, giấy tài dài. Theo nhân tướng học, tai là một bộ phận rất quan trọng trong ngũ quan trên gương mặt. Bởi chỉ cần dựa vào việc xem tướng tai, chúng ta cũng có thể đoán được vận thế của một người. Tai cũng là bộ phận duy nhất trên khuôn mặt vẫn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Và đây là lý do tại sao một người già lại có đôi tai rất to. Cũng như các bộ phận khác trên khuôn mặt, đôi tai tiết lộ rất nhiều điều về bạn. Theo các thầy phong thủy phương Đông, tai đại diện cho sức khỏe, sự may mắn của một người. Giấy tai là phần nằm dưới cùng của đôi tai. Tuy từng người mà kích thước, màu sắc, độ dài ngắn của giấy tai cũng sẽ có sự khác nhau. Trong tướng pháp, tai gọi là thám thính quan, biểu hiện về tuổi thọ của con người. Nếu tai đẹp thì cho dù các bộ phận khác có khuyết hãm đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Còn nếu như ngược lại, các bộ phận khác đều đẹp nhưng lại chỉ có tai là không được đẹp thì người đó khó mà trường thọ. Các cơ quan khác nhau trên khuôn mặt có thể dễ dàng thay đổi nhưng đôi tai trước sau luôn như vậy. Dường như không hề có sự thay đổi, nếu có thì rất ít người thay đổi. Chính vì thế nó quyết định vận mệnh tuổi thọ của một người. Một người nếu có giấy tai dài, đầy đặn, nhiều thịt, đặc biệt giấy tai hướng về phía miệng, thùy châu chỉ khẩu, tức là người đó mang tướng phú quý, được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nên họ tài hoa, tràn đầy sinh lực. Người xưa thường nói, ai có giấy tai dài thì phúc mạng rất lớn, kỳ thực cũng là có lý lẽ riêng. Nếu khi xem tướng mặt mà thấy giấy tai không chỉ dày mà còn dài, xa xuống giống như hình giọt nước,
giấy tai lại to nữa, thì đó là những dấu hiệu của một người có phúc khí, cả đời không bao giờ phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Họ là người có phúc âm, vận trình ổn định, cả con đường sự nghiệp, tài lộc đều được quý nhân giúp đỡ rất nhiều. Một điều kiện đặc biệt của người có tướng mặt này là phúc khí của họ thực sự đại phát sau khi kết hôn. Trong công việc, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên hiếm khi gặp trở ngại, rắc rối. Họ dễ dàng đạt được vị trí cao trong xã hội, danh tiếng vàng xa lẫy lừng. Những người này lấy chồng, lấy vợ xong càng thêm phần may mắn, chẳng cần phải nỗ lực cố gắng quá nhiều mà tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Sự nghiệp cũng càng ngày càng thăng tiến, trở thành người có một cuộc sống sung túc và đủ đầy. Giấy tai dài, nhiều thịt và kích thước tổng thể của tai to thì họ thuộc tuýp người thông minh, chín chắn, làm việc gì cũng suy nghĩ động não. Họ dám làm, dám chịu, hơn nữa đã làm là sẽ làm hết mình. Họ thích du lịch để mở mang tầm mắt và ở họ là người có chí tiến thủ rất cao. Trong giao tiếp hàng ngày, do có sự khéo léo nên họ được rất nhiều người quý mến. Những người có giấy tai dài, trong tai mọc nhiều lông tơ thì thông minh hiếm có, ham học hỏi, tầm nhìn hơn hẳn người khác, có thể tự lập bằng hai bàn tay trắng. Do có quý nhân phù trợ nên họ có được địa vị cao trong xã hội, danh tiếng lại vang xa. Ngược lại với những người có giấy tai dài và to, người giấy tai ngắn, không có giấy tai, đường nét tai không rõ ràng, màu sắc u tối hoặc tổn thương, trên tai có vết sẹo hay nốt ruồi xấu, thì họ là những người xuất thân không tốt, hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Họ cũng không nhận được sự chăm lo, giáo dục chu đáo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình. Để kiếm sống, họ bôn ba nhiều nơi, làm việc cực nhọc, dễ dàng nhìn nhận vấn đề phiến diện, dễ kích động, ẩn dưới sự tự ti bên ngoài là sự tự phụ và kiêu căng. Họ không biết cách đi đường tắt nên phải rất lâu mới có thể đạt được chút thành tựu. Đường tai vận của họ không tốt và sức khỏe của họ cũng rất yếu, dễ lao lực hoặc mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm. Người mà giấy tai ngắn, phần vành tai nhô ra, lật ngược lại thì cho biết hồi nhỏ họ tính tình ngỗ ngược, ngang bướng, thích gây chuyện rắc rối, chơi bời liều lòng, không chịu học hành, người thân phải luôn luôn lo lắng. Họ không có vận quý nhân phù trợ, sự nghiệp khó thăng tiến, cần phải trải qua thời kỳ rèn rũa, tôi luyện mới tìm được vị trí tốt. Số 2. Tướng người vinh hoa phú quý, có cùng phúc đức rộng rãi mà bằng phẳng. Trong nhân tướng học, cung phúc đức được liệt vào một trong 12 cung trên khuôn mặt của mỗi người. Cung phúc đức nằm ở vị trí hai đuôi lông mày phân thành hai bên đối xứng với nhau. Cung này nằm trên hai bên mặt giữa hai bộ thiên thương và địa cát, trên đường nối giữa cung quan lộc và mũi. Trong cung phúc đức có chỉ ra rằng giữa thiên đình và địa cát hợp thành cung phúc đức. Cung phúc đức đầy đặn tươi sáng, lại có ngũ tinh chiều hướng, thì người này được tổ tiên phù trợ, cả đời được hưởng phúc lộc phú quý. Nếu có sự khuyết hãm là không tốt lành. Người có cung phúc đức mỏng, bạc, mờ tối thường sẽ gặp phải tài ách, vận mệnh sẽ rất buồn thương. Cung phúc đức tượng trưng cho phúc đức của người đó, xem họ liệu có được hưởng vinh hoa phú quý hay không. Người này nếu nỗ lực thì có thể công thành, giành toại, địa vị cao sang. Lại có thêm địa cát tròn đầy, ngũ tinh sáng lạn thì sẽ trường thọ, phúc đức đề huề, viên mãn. Nếu như cùng phúc đức rộng rãi, thoáng, bằng phẳng thì người đó được trời sinh tốt số, là người có tướng phú quý. Tuy nhiên thường thì khi tới kết hôn xong thì cuộc sống của họ mới thực sự bước lên một tầm cao mới. Cuộc sống của họ trở nên giàu có, sung túc, bản thân không phải vất vả, mệt nhọc gì quá nhiều. Nữ mệnh thì đa phần lấy được người chồng có tiền, có của. Nam mệnh sẽ dễ dàng tìm cho mình được một người vợ năng động, tài giỏi, gia đình trở nên giàu sang, phúc khí trong nhà luôn đầy áp. Số 3. Tướng người vinh hoa phú quý, có cung điển trạch rộng rãi, không có sẹo. Vị trí cung điển trạch trên khuôn mặt của mỗi người là khoảng từ bờ trên cặp mắt tới rìa dưới của cặp chân mày. Những người có cung điện trạch rộng rãi, sán lạn sẽ được hưởng rất nhiều đất đai từ ông bà tổ tiên để lại. Họ sống cả đời mà không cần phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên nếu sở hữu cung điện trạch quá hẹp, lúc này tài sản của bạn sẽ không có nhiều. Đất đai đang có chính là sức mạnh của bản thân, chỉ đủ ăn, cuộc sống cũng không quá dư giả.
do vậy không có nhiều triển vọng về việc trở thành điền chủ. Do đó xem cung điền trạch trên khuôn mặt, chúng ta có thể dự đoán được độ giàu sang của người đó. Trong nhân tướng học, phương diện về khuôn mặt của mỗi người đã chia thành 12 cung khác nhau, bao gồm cung mệnh, cung phu thê, cung nô bộc, cung huynh đệ, cung tử tước, quang lộc, phúc đức, thiên di, tai bạch, tật ách, điền trạch, phụ mẫu. Mỗi vị trí cung trên khuôn mặt sẽ có ý nghĩa rất khác nhau. Trong đó cung điền trạch, xét về mặt sinh học, nằm ở giữa phần lông mày và mắt, nên đây chính là nơi phản ánh chức năng của hệ thống tiêu hóa trên cơ thể con người. Đồng thời nó cũng có mối quan hệ khăng khít với hệ thống ngũ quan trên khuôn mặt. Ngoài ra, cung điện trạch còn là cơ sở dự đoán, nhận biết cuộc sống gia đình cũng như phẩm chất đạo đức, các mối quan hệ tình cảm của mỗi người. Theo đó, những người có cung điện trạch tốt là sở hữu mi mắt trên đầy đặn, cao rộng, thanh tú, không có vết sẹo, không có nốt ruồi. Nhìn chung những người này được thừa hưởng gia sản giàu có và có thể nói sướng từ trong trứng. Vì vậy, họ coi trọng đời sống tinh thần, tính cách trung thực, tấm lòng nhân hậu nên được rất nhiều người yêu mến. Tuy nhiên vì quá thẳng thắn nên cũng bị một số người ghen ghét và đố kỵ. Bên cạnh đó, người này còn có sức khỏe rất dồi dào bởi họ rất biết cách hưởng thụ, chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống gia đình cũng vô cùng viên mãn, đời sống vợ chồng hòa hợp, con cái ngoan ngoãn, nghe lời, đặc biệt rất sáng dạ nên thành tích học tập rất tốt, cha mẹ được nở mày, nở mặt với thiên hạ. Với những người có cung điền trạch thấp, lõm, tối tăm thì thường dễ lâm vào cảnh phá sản, đất đai nhà cửa chẳng còn lại là bao. Thế nhưng nếu cung điền trạch đầy đặn, có thịt, ở giữa không có sẹo lồi, sẹo lõm, không có lốt rồi xấu thì người đó gia cảnh cực kỳ tốt, có sản nghiệp, cũng có rất nhiều đất đai nhà cửa. Còn với những người có cung điền trạch với mi trên quá rộng, rộng hơn hai ngón tay đặt ngang thì được xem là người có tướng phú quý. Tuy nhiên tướng này không được xếp vào tướng tốt, mặc dù có hiểu biết, có tầm nhìn xa trông rộng, có tính tình phóng khoáng, hài hước, tấm lòng cũng nhân từ, bao dung độ lượng và có số trường thọ, nhưng lại không có chí tiến thủ, do đó họ thường để tuột mất những cơ hội làm ăn béo bở. Hơn nữa cung điền trạch quá rộng cũng chứng tỏ họ là người không có chí kiến, không có khả năng tính toán và quản lý tiền bạc. Thay vào đó, họ lại hay mơ mộng hão huyền, thường thiếu tự tin trong cách đối nhân xử thế và trong công việc, vì thế không bao giờ có thể làm được chuyện đại sự. Nữ giới thường rất kỵ nam giới sở hữu cung điền trạch quá rộng vì thường khá kiêu căng ngạo mạn, sống chung với họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mệt mỏi. Hơn thế nữa, người có tướng này thường không mang lại cảm giác an toàn cho nữ giới, vì thế kết hôn không phải là điều mà phụ nữ hướng đến khi hẹn hò với những người có tướng lông mày như thế này. Đặc điểm số 4. Người vinh hoa phú quý, cung tài bạch, ngay ngắn, đầy đặn. Trong nhân tướng học, vị trí toàn bộ trước mũi chính là cung tài bạch. Trong 12 cung trên tướng mặt thì cung tài bạch thể hiện khả năng tài chính, sự nghiệp của mỗi người. Tuy nhiên, khi quan sát cung này, chúng ta cần phải quan tâm đến tất cả các bộ phận liên quan, có như vậy mới đưa ra một phán đoán chính xác nhất. Mũi được gọi là tài tinh ở vị trí sau thổ. Người có hình dạng mũi tựa đoạn tre cong hay túi mật là người rất giàu có. Người có mũi cao thẳng thì cả đời sẽ được hưởng phú quý vô cùng. Họ không những có sức khỏe tốt, suy nghĩ tích cực mà sự nghiệp cũng thành công, tích lũy được tiền tài, hưởng một cuộc sống giàu sang. Ngược lại, nếu mũi cong nhọn, mỏng, lỗ xương mũi, lỗ mũi cho thấy nhược điểm trong tính cách và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp, tài phúc cả đời của họ. Nếu như đầu mũi mịn, có cảm giác đầy đặn, có thịt, thì đây là tướng người tài lộc, giỏi kiếm tiền. Người có tướng mũi đẹp tượng trưng cho gia sản rất dồi dào. Riêng người nữ mệnh, tướng mũi này còn giúp cho họ gặp được người chồng giàu sang và họ cũng là những người có khuôn mặt vượng phu ích tử. Người nào có mũi hình dạng như mỏ chim ưng, nhất định trong nhà tài sản, tiền tài sẽ tiêu hao, cuộc sống dần dần trở nên nghèo khó, không một xu dính túi. Trong cung tài bạch luận thì cung tài bạch có các bộ vị là thiên thương, kim quỹ, địa khố, tỷ trúc, giáp quỹ. Như vậy nếu các bộ vị này mà tươi sáng thì người này sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạn,
nhiều tài phú. Người nào mà cung tài bạch khô kiệt, người này sẽ thiếu thốn đủ đường trong cuộc sống. Người nào có bộ vị thiên thương dài, mang mệnh tốt, còn địa khố mà dài thì ngược lại mang mệnh xấu. Họ sẽ giàu có thuở ban đầu, nhưng về sau nhất định phải sống trong cảnh khó nhọc. Người nào bộ vị thiên thương mỏng, hạ, địa khố đầy đặn, vậy họ sẽ nghèo khó ban đầu, sau đó càng ngày càng giàu có, phát tài. Nếu địa khố đầy đặn, thiên thương đầy đặn, thì họ sẽ là người phú quý cả đời, còn cháu sau này cũng nhờ phúc của họ mà sống vinh hiền. Người nào mà có giáp quỹ, kim quỹ đầy đặn, họ sẽ có một cuộc sống giàu sang phú quý. Họ có thể vào triều, làm quan, công danh đỗ đạt, hưởng lộc vua ban, cuộc sống vinh hiền, được mọi người kính trọng. Người nào mà ở cung tài bạch có khí sắc đen tối thì họ sẽ bị mất lộc, tài năng thì có nhưng không gặp thời. Người nào cung tài bạch có sắc xanh, vàng xuất hiện, như vậy họ sẽ đột nhiên trở nên giàu có thể gặp dịp làm ăn lớn, từ đó mà phát tài. Người nào ở cung tài bạch có sắc hồng vàng xuất hiện thì đó sẽ là những người có tướng vận vô cùng tốt đẹp, sống trong giàu sang, hưởng phúc đến cuối đời. Người nào mà ở cung tài bạch có sắc đỏ xuất hiện thì họ sẽ gặp họa miệng lưỡi thị phi, ăn nói không khéo cho nên rước lấy thù oán từ người khác. Đặc điểm số 5, tướng người vinh hoa phú quý, có địa khố đầy màu sắc hồng tự nhiên. Trong nhân tướng học, địa khố là vùng cằm của chúng ta và được gọi là nơi tàn kim nả ngân. Địa khố tượng trưng cho tài sản như bất động sản, xe hơi, đất tiền. Cằm trong thuật ngữ Trung Hoa là vị trí khuyết tận cùng của khuôn mặt, tính từ trán trở xuống. Trong trường hợp chúng ta nhìn chính diện, nếu ta nhìn nghiêng, chia phần bán diện làm đôi thì phần trước thuộc cằm, phần sau kể từ phía dưới hai tai trở xuống thuộc về mang tai, tài cốt. Thông thường hai phần địa cát, tài cốt có liên hệ mật thiết với nhau về cách cấu tạo nên kết hợp khá chặt chẽ về mặt mạng vận. Về ý nghĩa tổng quan thì địa cát chủ về hậu vận, tức là khoảng 50 tuổi trở đi. Địa cát nảy nở vun vước, sắc thái tươi tắn là dấu hiệu càng về già vận số càng tốt. Trái lại cằm thon nhọn thì thường sống trong cảnh cô đơn. Cằm trên khuôn mặt của con người cho biết mức độ giàu nghèo, tình hình tài chính của mỗi người. Nếu như nửa kia của bạn đang sở hữu tướng hai cằm thì xin chúc mừng, thì bạn đã có kho báu tiền của bên mình. Đây là anh chàng rất vượng về tài vận, trong tay nắm giữ khá nhiều đất đai và tiền của. Các bạn đã được lắng nghe video nhận diện tướng mặt vinh hoa phú quý của những người sau khi kết hôn. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!